máy tiệt trùng bình sữa đang được bán tràn lan trên thị trường với mức giá rẻ bất ngờ. Nếu không tìm hiểu kỹ, bạn sẽ mua phải máy không tốt, vừa tốn kém vừa mau hư hỏng, lại không đảm bảo an toàn cho trẻ. Vì sức khỏe của trẻ luôn được đặt lên hàng đầu, và không thể lấy tiền bạc ra so sánh, cho nên các bậc cha mẹ trước khi mua máy, hãy tìm hiểu kỹ những chi tiết sau đây. 1. Kiểu dáng, thiết kế bắt mắt. Yếu tố ghi điểm đầu tiên khi đánh giá máy tiệt trùng bình sữa loại nào tốt đó, chắc chắn là kiểu dáng, hình thức bề ngoài của nó. Và máy tiệt trùng bình sữa cũng thế, một sản phẩm có màu sắc đẹp mắt, trong suốt thiết kế nhỏ gọn chắc chắn sẽ hỗ trợ bạn hơn rất nhiều trong quá trình dùng. 2. Có mấy loại máy tiệt trùng bình sữa? Trước tiên, chúng ta phải kể tên đến hộp tiệt trùng bình sữa bằng lò vi sóng. Đây là một vật dụng để đựng các vật dụng bình sữa, ti ngậm, cho vào lò vi sóng. Nhược điểm: khi mẹ sơ suất quên cho nước vào bình có thể dẫn đến hư hỏng. Thiết kế máy không có hệ thống tự động ngắt điện khi không cần thiết sử dụng. Ưu điểm: hộp có kiểu dáng nhỏ gọn, đơn giản, tiện lợi giúp bạn có thể mang đi bất cứ nơi đâu. Về giá cả, tương đối phù hợp, thấp hơn so với các loại sản phẩm tiệt trùng bình sữa khác. Tiếp theo, máy tiệt trùng bình sữa bằng điện. Nhược điểm: giá thành tương đối cao. Ưu điểm: thiết kế đẹp mắt, sang trọng. Đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Có hệ thống tự động ngắt điện tiện lợi. Cách sử dụng dễ dàng nhờ hệ thống nút bấm. Có sức chứa lớn, một lúc có thể chứa lên tới 6 đến 8 bình sữa. 3. Khoang chứa máy có chất liệu toàn, bền bỉ. Chất liệu được sử dụng làm khoang chứa của máy hầu hết đều là chất liệu cao cấp, không chứa độc tố. Cụ thể đó là chất liệu nhựa PP hoặc ABS. Đây là hai chất liệu được đánh giá là rất an toàn, bền bỉ, không có độc tố BPA. Trong hai chất liệu này thì PP có mức đàn hồi, độ dẻo và mức chịu nhiệt, chịu lực tốt hơn so với ABS. Đó cũng là lý do các sản phẩm làm từ chất liệu này sẽ có giá bán cao hơn. Với bộ phận khay đựng nước, chất liệu được sử dụng thường là thép không gỉ, đảm bảo chất lượng. 4. Khoang chứa có dung tích phù hợp. Việc lựa chọn khoang chứa to hay nhỏ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích, nhu cầu dùng của từng gia đình. Mức chứa tối đa sẽ khoảng 8 bình đối với những sản phẩm có khoang chứa lớn tương tự, như Tommy Tippy Steridry. Về phần thiết kế khoang chứa, có rất nhiều dạng khác nhau, 3-in-1 hoặc 2-in-1 tùy vào ngụ ý của từng nhà sản xuất. Khoang chứa nhỏ sử dụng để chứa những vật dụng nhỏ như ti, núm giả. Khoang chứa chung sử dụng đựng các vật dụng như đồ chơi, thìa, dụng cụ hút sữa. Khoang lớn nhất sẽ là nơi để chứa các bình sữa. Sau quá trình tiệt trùng bình sữa, bạn có thể tách riêng từng khoang ra để lau chùi, vệ sinh một cách dễ dàng nhờ việc lắp ráp đơn giản, ăn khớp nhau. 5. Chế độ bảo hành và nơi mua. Các dòng máy tiệt trùng bình sữa thông thường có hạn bảo hành từ 6 đến 12 tháng. 6. Các tiện ích, tính năng kèm theo. Ngoài chức năng chính là tiệt trùng, tiêu diệt tối đa vi khuẩn, nấm mốc có hại trong khoảng thời gian nhanh chóng và giữ vô trùng trong thời gian dài từ 3 đến 24 tiếng, thì máy còn có tích hợp một số tiện ích khác, chẳng hạn như ngắt động tự động hay sấy khô bình. 7. Giá máy tiệt trùng bình sữa hiện nay bao nhiêu? Giá bán của từng máy tiệt trùng bình sữa sẽ ở nhiều phân khúc khác nhau tùy vào kiểu dáng, chức năng, tiện ích bên trong máy. Nếu điều kiện eo hẹp kèm với mục đích sử dụng không nhiều, thì những sản phẩm có giá bình dân là một gợi ý không hề tồi đâu nhé. Nó vẫn đảm bảo được một số chức năng nhất định. Ngày nay, giá một chiếc máy tiệt trùng bình sữa thường giá 400.000 đồng với sản phẩm bình dân cho, tới 6 hoặc 7 triệu đồng với máy cao cấp có tính năng khử mùi, khử trùng bằng tia cực tím. Vừa rồi là những tiêu chí cần biết khi mua máy tiệt trùng bình sữa. Mong rằng các review phía trên sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.